Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn lắp đặt máy lọc nước Geyser Ecota 8. Bước 1. Mở hộp và kiểm tra phụ kiện. Link phụ kiện sản phẩm gồm gông mở gốc, dây dẫn nước và khẩu khóa, thân máy vòi, sách hướng dẫn sử dụng, giấy chứng nhận COCQ. Bước 2. Nếu nhà bạn chưa có lỗ vắt vòi nước thì sẽ thực hiện việc khoan một lỗ vắt vòi cho máy tại gần chậu. Bước 3. Lắp vòi nước. Chúng ta tiến hành lắp linh kiện kết nối với vòi và thực hiện lắp vòi nước. Và dùng cờ lê vặn chặt ốc vít lại. Bước 4. Thực hiện nối khẩu khóa chiên nước với đầu nước vào và dùng cờ lê vặn chặt ốc vít lại. Phần này các bạn lưu ý vặn chắc dây với khẩu khóa chiên nước để tránh nước bị rò rỉ. Bước 5. Thực hiện tháo đầu bịt hút chân không để nối dây dẫn nước. Sau đó lắp đặt thân máy với dây dẫn nước. Bước 6. Mở khẩu khóa chiên nước và xả nước. Thực hiện việc mở khẩu khóa và xả nước từ 15 đến 20 phút. Sau khi xả từ 15 đến 20 phút, chúng ta có thể lấy và uống nước trực tiếp từ vòi ra. Những lưu ý cần thiết khi tự lắp đặt máy lọc nước Nano Geyser tại nhà. Lần đầu sử dụng máy lọc nước Nano Geyser, hãy mở nước cho chảy đến khi nước trong hoàn toàn, sau 15 đến 20 phút. Mở van ít nhất 5 phút để nước bắt đầu chảy ổn định, giúp nguồn nước được cung cấp ổn định hơn. Không được lắp đầu vòi của máy vào nguồn nước nóng, vì như vậy sẽ khiến máy hoạt động không hiệu quả và nhanh hỏng hơn. Trong quá trình sử dụng, nếu máy có gặp những sự cố bất thường như nước chảy chậm, nước không sạch, không được tự ý thay mới lõi lọc hoặc sửa chữa mà hãy gọi nhân viên kỹ thuật tới kiểm tra. Máy lọc nước Nano Geyser hoạt động không dùng điện nên muốn máy lọc sạch nước hiệu quả cần lắp đặt máy ở vị trí có áp lực nước tối thiểu là 3m. Trường hợp nước yếu thì có thể dùng bơm tăng áp hay bình áp. Muốn tăng tuổi thọ máy lọc nước Nano Geyser, bạn nên thay mới lõi lọc định kỳ theo quy định của nhà sản xuất và giúp nguồn nước tốt, đảm bảo tuổi thọ máy lọc nước.